Chào các bạn nhé. Hôm nay là sáng 28 tháng 3 2020 này. Cả thế giới đang chao đảo về dịch Covid-19. Sáng nay mình mới xem qua tin tức Mỹ đạt trăm trăm nghìn ca dẫn đầu thế giới. Còn Việt Nam mình thì hơn 100 ca. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì yêu cầu là đóng tất cả những hàng quán không cần thiết. Mình thì mình nghỉ từ mùng 1 đầu tháng, mình thì tính cẩn thận cho nên là mình không dám làm việc. Mình nghỉ từ mùng 1 đầu tháng trước khi có lệnh đâu. Và trước đó cái tháng 2 thì gần như mình cũng chỉ có cắt thuốc chứ cũng không bấm huyệt châm cứu. Cho nên là gần như cách ly 100%. Mua mấy chục cân thịt có ông bạn gửi từ trên rừng xuống cho mấy chục cân đút vào ngăn đá ăn dần, thế là gần như có hôm 3-4 ngày không mở cửa, không ra khỏi nhà luôn. Xin chào bạn Bích xinh gái nhá. Bích ơi, có làm gì đâu Bích, ở nhà ấy mà tớ có làm việc đâu, nghỉ từ mùng 1 tháng này là nghỉ tiệt hẳn, không bước chân ra khỏi nhà rồi. Hôm nay là có chị bệnh nhân, mẹ chị bị viêm đường tiết niệu không tiểu được, thì chị bảo cắt cho mấy thang thuốc, thì xong là mình cắt xong là mình cho xe ôm chở đi thôi, chứ mình cũng không tiếp xúc, không tiếp xúc với bất kỳ một ai mà. Chị nhắn qua điện thoại thôi, mình có làm việc gì đâu. Những ngày này thì không dám làm việc Bích ạ. Nếu là nói chung mình làm việc thì mình làm việc lâu dài chứ không phải làm việc 1-2 hôm đâu, cho nên là thời gian này coi như là nghỉ ngơi cho người nó khỏe sau rồi lại lấy sức làm việc. Mình phải chung tay góp sức với nhà nước để đẩy tan cái dịch Covid này đi. Nước Việt chúng ta rất tự hào, người Việt Nam. Việt Nam chúng ta đất nước đang phát triển, dân số thì đông, mật độ dân số đông, giáp danh với Trung Quốc, ổ dịch lớn, thế mà mình khống chế dịch rất tốt. Điều đó là quá tuyệt vời luôn. Cho nên là mình chỉ ở nhà, mấy người bị bệnh cần thuốc nam thì mình cắt xong là mình gửi xe ôm đi thôi, nhưng mình cũng không tiếp xúc, không gặp ai cả, cắt qua điện thoại thôi. Có những ngày 3-4 ngày không ra khỏi nhà mà đồ ăn thì mua sẵn rồi. Tay bạn gửi cho mấy chục cân thịt từ trên Sơn La xuống đốt ngăn đá, rau dưa thì mua những loại củ bắp cải bí biết các thứ bỏ vào ngăn mát để cả chục ngày được, cho nên gần như chả có những ngày mấy ngày không mở cửa ra khỏi nhà luôn. Nghỉ tiệt hẳn là từ mùng 1 tháng 3, còn trước đó thì đã ấy rồi, chỉ có cắt thuốc lằng nhằng thôi chứ còn gần như không tiếp xúc với người lạ rồi. Thế chung mình phải chung tay với cộng đồng, giữ gìn mà cho bản thân mình, giữ gìn cho xã hội mà. Bây giờ ở nhà là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, cho nên là mọi người mà không có cái việc gì quan trọng thì mình tốt nhất là đừng đi ra ngoài. Tôi nói các bạn chơi thì thiếu thì lúc chơi, ăn thì thiếu thì lúc ăn, đâu có phải cứ những ngày này mà phải đi ăn đi chơi đâu, thiếu thì phải ra ăn. Nó hết dịch đi thì sợ không có sức mà đi chơi. Thế cho nên nhiều người, có những người vẫn rất chủ quan. Bán sáng nay mình ra mua cái nọ xịt mũi về để xịt, thấy cái anh tạp hóa anh không đeo khẩu trang, mình bảo sao anh bán tiếp xúc nhiều người này mà anh không đeo vào, ông bảo sống chết con số. Mình bảo anh buồn cười, virus mà sống chết con số là thế nào, anh giữ gìn cho bản thân anh là giữ gìn cho cộng đồng, anh phải đeo khẩu trang vào. Nhiều người vẫn chào cô Hằng nhé. Đây chị Hằng đây, em nghỉ từ mùng 1 tháng 3. Mùng 1 tháng 3 là nghỉ hẳn, từ mùng 1 tháng 3 không mở cửa. Còn trước đó mình đã nghỉ nửa tháng, từ tháng 2 đã nghỉ nửa tháng trước rồi. Và nghỉ mất hơn 1 tháng này. Rồi hôm nay có chị, nhà chị Hà Đông, mẹ chị bị viêm tiết niệu, không tiểu được, tiểu buốt. Nên là chị bảo cắt cho chị mấy thang thuốc vương tiết niệu thì mới sang mở cửa để cắt, xong rồi lại về. Nói chung là không hoạt động.
Thầy ơi, bao giờ thầy chữa bệnh trở lại? Chưa biết được, cái này thì phải theo lịch của nhà nước chị ạ. Cá nhân mình không giải quyết được vấn đề gì. Nói chung bao giờ không có người nào bị tăng hàng ngày nữa. Có nghĩa là khống chế được hết những cái ca loạt này này. Những cái loạt này là còn một số sợ lây trong cộng đồng chưa tìm được hết. Thế là để đợt này mà sau hết đợt này mà nó ổn định thì chắc khoảng sang tháng 4. Tháng 4 thì chắc cũng không thể đầu tháng được, cũng phải từ từ. Thôi nói chung là bao giờ nhà nước công bố hết dịch thì mình làm việc. Quan điểm của em là mình làm việc là làm việc lâu dài và làm việc là cả đời chứ không phải làm việc trong vòng một vài ngày. Cho nên mình không phải vội. Nói chung là có ảnh hưởng, có thiệt thòi chứ. Nhà cửa các thứ bao nhiêu thứ ấy theo. Nhưng thôi nhà nước còn thiệt hại biết bao nhiêu, các doanh nghiệp những người làm ăn lớn người ta làm thiệt thòi thế nào. Cái này là không ai muốn, cái này là đại dịch 2002, 2003, năm nay ấy 18 năm nay, 17, 18 năm nay mới có một cái dịch mà. Cho nên chúng ta phải chung tay với cộng đồng. Mấy ông bạn mở quán cà phê các thứ cũng đóng cửa hết từ hôm qua rồi. Chị à, em thì rát chị Hằng ạ. Cho nên là nghỉ sớm lắm.